Vợ đi đâu rồi đấy nhỉ? Alo. Ừ, anh đây, đi mua con gà chạy bộ về cho vợ thịt đấy mà. Ừ, đợi anh tí nhá. Lát anh ra, ok. Anh chào bố. Vợ về rồi, ơi, chào con. Nhìn xem, bố vừa mua được một con gà nhá. Mà gà này là gà chạy bộ, ngon cực kỳ luôn. Nhìn xem này, tối nay cả nhà mình sẽ liên hoan. Anh ơi. Hả? Thế lại họp à? Ê, em không vi phạm gì, thằng Nghĩa không vi phạm gì, cái Dương không vi phạm gì, anh thì đương nhiên là không bao giờ vi phạm rồi. Thế cho nên tối nay cả nhà mình sẽ liên hoan nhân dịp không ai vi phạm gì trong vòng một tháng nhé. Cầm lấy anh đi đây, cầm lấy anh đi nhé. Anh thế thì bây giờ em vào thịt gà, anh đi đón Dương hộ em. Ô, em thừa biết lịch của anh là gì, cứ tầm giờ này em mới đi chơi tennis rồi. Em vừa thịt gà mà vừa đi đón con thì nó muộn mất. Đơn giản nhá, thế này à, em đun sẵn một nồi nước sôi, sau đấy em đi đón con. Đón con xong, về nước sôi, em thịt gà, thế là xong đi. Thôi, anh đi đây. Anh ơi. Chiều nào bố con chẳng chơi tennis. Lộ trời là việc của mẹ, nhưng mẹ đứng nào, có hai chị em con ở đây rồi. Đúng là nghĩa của mẹ là nhất đấy. Mẹ bảo, bây giờ nghĩa vào nhà này, cầm sẵn chìa khóa nhá. Đấy, xong rồi đun cho mẹ siêu nước nhá. Mẹ đi đón chị Dương rồi mẹ về thịt gà nhá. Vâng ạ. Về nhà đi. Bóng đèn làm sao nhỉ? Mẹ, bóng đèn bị hỏng à? Mẹ cũng không biết là do bóng nó muốn hỏng hay là do mạng điện nhà mình có vấn đề nữa. Cắm nước cho mẹ để mẹ vào mẹ lấy cái bóng đèn mẹ thay xem nào. Mẹ ơi, con làm xong rồi. Ừ, nghĩa của mẹ giỏi thế, cầm cho mẹ nào. Khi nào mẹ bảo đưa thì đưa nhá. Vâng ạ. Mẹ nhớ cẩn thận đấy nhá. Nếu mà có giật thì mẹ không được đục vào nữa đâu. Nghĩa xem ai gọi đấy. Đưa đây cho mẹ. Thì con nghe xem chị bảo gì. Alo, chị gọi gì đấy? Nghĩa bảo mẹ đi đón chị đi. Chị tan học được một lúc rồi. Chị còn phải có hiệu sách mua tẩy với cả bút xóa nữa. Chị cứ đứng đợi ở cổng trường đi. Mẹ còn đang phải sửa bóng đèn nữa. Thôi nha, em còn phải giúp mẹ. Mẹ ơi, con ôi, vào con. Đây. Từ từ cho mẹ. Mẹ ơi, con gà chạy mất rồi hả mẹ? Nó chạy mất rồi con ạ. Thì bây giờ phải làm thế nào? Tối nay lại phải họp gia đình rồi. Tối nay họp gia đình ấy, bố phải là người nhận lỗi. Mẹ em bảo mẹ đi đón chị Dương rồi. Bố đi chơi tennis, làm mẹ phải cực nhọc vất vả đi đón chị, xong lại phải thịt gà sửa bóng đèn nữa. Thôi được rồi, hai đứa vào nhà đi, không còn nắng. Hey nhô con gà ấy. Con chào bố ạ. Ừ, bố bảo này, quét nhà xong rửa cho bố bộ ấm chén. Dạ vâng ạ, con rửa ngay đây. À, bố ơi. Gì? Hôm nay đội của thắng hay thua đấy ạ? Hỏi vớ va vớ vẩn. Bố của con nha, mà đã thi đấu là chỉ có thắng đổ lên thôi. Mẹ với em đâu? Mẹ thì đang nấu cơm trong bếp, còn em ở trên tầng ra phòng học rồi ạ. Nghĩa ơi, bố về rồi. Mình tắm với bố đi. Ok. Gì bố, này? Đi tắm thôi, con chuẩn bị quần áo xong rồi này. Úi dồi, tôi thấy ông là hơi bị lạ nhá. Bình thường tôi hò đò mãi giúp ông tắm ông không xuống, hôm nay đột nhiên ông lại tự giác lại dù cả bố tắm. Thôi đi tắm thôi, kỳ lưng cho con. Thôi, từ từ rồi đã. Ui rồi ôi, hôm nay có món gà trồng tiến chạy bộ của bố đây. Cái nùi to nhất này là bình rượu mơ của bố này, cái nùi nhỏ này là con trai cưng của bố này, còn mẹ đúng rồi, nguyên cái cánh to đùng này để mẹ làm việc cho nó khỏe nhá. Cảm ơn bố. Rồi còn bố, món truyền thống là gì? Cổ. Chuẩn luôn, cổ. Gà chạy bộ kiểu gì mà sao thịt nó mềm ấy nhỉ? À, bố ơi, hay là người ta bán nhầm cho bố con gà nơi bằng cám công nghiệp ở bố.
Nhầm là nhầm thế nào? Không có chuyện là gà công nghiệp đâu. Hay là mẹ ướp lâu quá, gà mềm rồi. Con chả biết cái gì cả. Gà chạy bộ ấy, là con gà ấy, người ta thả trên cái đỉnh núi ấy, mà nó chạy từ trên đỉnh núi xuống chân núi, hàng ngày nó chạy lên 1.000 lần ấy, nó chạy đến mức mà mặt thịt nó cực kỳ rắn, rắn y hệt cái tay búa này, đấy, thấy không? Ấy, kính chưa? Ui, quả trứng kia. Quả trứng to nhất là dành cho mẹ, vì mẹ vất vả nhiều nhất. Còn quả trứng này là dành cho bố. Quả trứng này là dành cho chị. Trứng này là dành cho con. Cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa thấy có một con gà trống mà lại con gà trống phiến đẻ được trứng. Này, con gà này nó bị đột biến à? Tại sao con gà trống phiến của tôi nó lại trở thành con gà mái hả? À? Là thế nào? Lỗi là tại em vô tình để con gà trống phiến nó chạy mất. Em đã ra chợ mua một con khác mà em chưa dám nói với anh. Là lỗi của con. Tại lúc đi về, con bảo mẹ ghé qua hiệu sách để con mua tẩy với cộng xóa. Thế nên là con gà nó chạy mất rồi ạ. Là lỗi của con. Con đã đặt bóng vào con gà lên dây nó bị đứt ra. Con cố đuổi theo để bắt nhưng không đuổi kịp. Chốt lại, họp gia đình. Con nhận lỗi trước. Để chị nhận lỗi trước. Không, để mẹ. Để bố. Bố lỗi lớn nhất. Để bố nhận lỗi và sửa lỗi nhá. Bố và mẹ cùng đi làm. Tất cả mọi việc mẹ quán xuyến hết. Bố chả làm gì giúp được mẹ cả. Bố cũng hơi mải chơi. Nhưng mà mải chơi một tí thôi. Mỗi chiều bố đi đánh tennis một tí, về hơi muộn. Bố xin rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ sửa vào ngày mai, được không? Bố ơi, thế mình có cần viết bảng kiểm điểm nữa không ạ bố? Có, đương nhiên là phải viết. Cho bố xin tờ giấy. Thế thì ông phải viết 3 trang, 10 trang. Hóa ra là ba mẹ con thông đồng để lừa bố, buộc bố phải viết kiểm điểm đúng không?